được chào các bác, cô chú, anh chị nhá. Rất vui khi lại được gặp lại các bác trong những cái video làm cây đêm các bác. Vui vì là đêm ấy, quay đêm là chỉ khi mình có cây mới hoặc là làm cây mới quay đêm các bác, vui lắm. Đấy, thì chia sẻ với các bác cốt xanh mua online thôi. Thì mới nhập về nó, các bác nhìn mà quen quen, nó na ná cái cốt xanh mà được trước tôi có đã mua gần đây ấy, thì nó cùng chất liệu là xanh năm điền hạt các bạn, và chất lá lượng nó không kém gì năm điền đâu, và độ bó sẹo rồi rất nhiều yếu tố nó không kém gì năm điền cả. Đấy, người ta xếp hàng nó thuộc xanh quê nhưng mà thực chất là nó chất lượng hơn xanh quê. Đấy, thì cây này là một cây dáng làng khá rõ rệt và rất là già. Hôm nay đeo găng tay thì cho nó đất nhức, nó đỡ dắt vào móng tay khó chịu lắm. Ốc đấy các bác ạ, thì cây xanh dáng làng rất hay. Nguyên đây, lúc tôi vừa mới cắt ra đây, lúc về là trên xe, bến xe nó như này này. Đấy, mặt đằng sau vách viết rất kinh này, già lắm các bác, già lắm. Chỗ này họ đục tí để cho nó nhìn cho nó kỳ kỳ một chút thôi. Tôi chắc không, nếu mà tôi chắc tôi không đục cái chỗ đấy đâu. Đấy, thì nữa tôi sẽ chỉnh sửa một chút cái chỗ sẹo này và xếp lại dễ và trồng lại, cắt cút lại, vì vẫn cái phong cách của bác cũ này là để những cái cút nuôi sổng ấy, sau rồi không nắn chỉnh từ sớm, sau nó bị đơ rất là cứng, người làm sau rất khó, buộc phải cắt đi hoặc là cắt chữ V để níu xuống, hoặc là khứa vát để vít được nó xuống, vì nó rất là cứng. Nếu chúng ta không lái ngay khi mà bằng ngón tay rồi là vẻ rất cứng, nhất là những khẩu độ ngắn này, anh em chưa cắt giật mà nó ngắn như này thì rất là khó vít xuống, chỉ có cách là phẫu thôi, phẫu hoặc nuôi lại. Đấy, thì cơ bản là một cây rất là hay. Chiều nay tôi mới đi tìm mãi cái chậu tàu thì chẳng có cái nào đẹp mà vừa, thì có mỗi cái này là nó tầm tạm thì lấy. Chậu chữ nhật, tôi thích chậu chữ nhật mà. Cái chậu kia thì rất là vừa, chậu 1979 kìa, nhưng nó nặng quá, tôi ngại. Cái chậu đấy trồng rất là hay đấy, nó hợp với cây này vô cùng, vừa khinh khích luôn. Đấy, chậu này thì hơi dài một tí, nhưng mà so với cái chiều này thì ok, nó vẫn ngắn hơn cái thùng xốp này. Chiều rộng thì quá tuyệt vời, vừa khít luôn. Thì bây giờ tôi bóc ra để làm các bạn. Bóc ra cắt xong rồi nắn chỉnh lại những cái rễ này, cắt cút lại, vít, níu vít lại, trồng lại cây này các bạn, bác nhé. Đầu tiên là tôi nhấc nó ra để xếp lại cái bệ và cắt cút xong rồi trồng sau các nhé. Đấy, độ này mấy hôm nay dịch bệnh căng quá các bác nhỉ. Thời tiết đẹp này mà dịch bệnh căng quá. Cố gắng hạn chế tụ tập đông người các bác nhé. Tôi thì chắc không hạn chế được, tôi đi suốt ngày này. Nhưng mà đối các bác thì cố gắng hạn chế. Đấy, và chúng ta đôi khi hướng đến những cái gì nó tích cực tí, là một cái cây ngồi thưởng trà, nó thư thái thì nó đỡ bớt những cái tin tiêu cực đi. Mình update những cái thông tin cũng chỉ để mình phòng tránh, chứ để nó ảnh hưởng đến tiêu cực quá nó cũng khó. Làm cơm nước các bạn, trà hoa đào rừng uống ngon lắm. Báo cáo các bác là nguyên bánh hình thùng xốp này, quay xa đây một chút.
Đấy, các bác thấy không? Nó thế này cơ mà. Thế này cơ mà. Dã man con Nga luôn. Rễ kinh, rễ nó phun trắng. Đấy, toàn dễ là dễ.
Đây các bác, cho trồng vào chậu. Thôi, cái lúc trồng em chẳng quay nữa, nó lâu, hơn tiếng đồng hồ các bác. Đây, cắt sửa trồng rất là lâu. Thì cái chậu này thì cũng được, tạm tạm. Đúng màu nâu đất và chữ nhật, thích. Đấy, chữ bo tròn góc em không thích. Mình có thích vuông te, thích trực, thích vuông vắn các bác. Đấy, chậu nó đơn giản đấy, cũng chữ nho nhe chân nhé, giống cái cỡ chậu tàu mới kìa. Đấy, thì một cây răng làng cắt móc những rễ này cho nó thẳng xuống, cho thẳng xuống đúng cái vách đó. Một số cái vách trong này này, đấy, móc ra cho nó thẳng này, xếp lại chút, cái này xếp lại chút, tí nữa phải xếp lại. Đấy. Đấy, như này bác. Lấy nếu mà nó cong quá thì lấy cái dây uốn ấy, mình uốn nó vào cho nó thẳng. Xong mình cắm xuống. Các bác. Ở trên nhá. Hạ cái cổ này. Này sau đi xuống một chút nữa. Đây, phẫu cái này xuống thì chấp nhận há đây chút, nhưng mà nó sẽ liền nhanh vì dưới này nó có cái rễ này, ăn xuống nó liền ngay chỗ này mà. Đấy, cái tay này sẽ phải đánh sang đây, cái chỗ này sau tôi sẽ bỏ chỗ này đi như cái này thôi. Đấy, cho nó đỡ song song hai cái này mà. Thực ra không quan trọng lắm, nó lên bóng nó sẽ khác. Đấy, này thì biết xuống tí nữa. Chân bẹ rất ok các bác, rất già, nhìn các bác nhìn. Địa y này. Em sửa lại cái sẹo này tí, cho nó nhìn nó đỡ suôn, cái chỗ này suôn. Người ta chặt cái đoạn này đi, để vô tình để phẳng cái chỗ này, nhìn nó rất buồn cười. Làm cho nó nhấp nhô tí cho nó dễ chịu. Đấy, mặt này cũng rất hay, mặt này vách cũng rất hay. À, tôi đo cái chậu này phát xem nào. Chờ tôi chút nha. Đây. Chậu là phủ bì là 48, 47, 48. 48. Đấy. Còn rộng thì là phủ bì thì là 32. Gần 32. Chiều cao của cây thì đấy, hoàn thiện chắc khoảng độ 33 phần, 33 đến 35 phần, 33 phần các bạn. Đấy, cũng là rất là rộng các bác nhé. Đấy, chiều bệ nó là cũng bằng một cái chậu này rồi, bằng cái lật lòng của cái chậu này là 40, hơn 40 các bạn ạ. Mặt nào cũng chơi được, mặt này cũng ok. Mặt này thì nhìn nó vách làng, mặt này thì nhìn nó gấu hơn. Nhìn mặt này nhìn nó đặc hơn. Mặt nào cũng chơi được các bạn. Đấy, cái này sau vít xuống cho nó dẻo một chút. Cái này cũng thế, làm nó dẻo một chút. Cứ làm dần dần các bạn. Hôm nay chỉ trồng thôi. Cái cổ này thì nuôi một cái mầm ở đây, phi lên. Xong rồi làm một cái bông đỡ ở đây và một ngọn thế thôi. Không làm nhiều làm gì cả. Đấy, cái này sao bỏ đi. Rồi, ok, cảm ơn các bác nhé. Xin lỗi vì đêm khuya lại làm các bác khó ngủ nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.